Xin chào anh em, quay trở lại với cả Hacom và mình là Hoàng đây. Và như anh em biết thì gần đây mình có làm một cái video về vấn đề đó chính là chiếc máy tính nghẽn hay là chiếc máy tính cân bằng. Và chúng ta có thể thấy rằng chiếc máy tính cân bằng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ nếu mà các bạn đang chuẩn bị là một sinh viên học sinh cấp 3 hoặc là đấy như mình đã bảo sinh viên đại học, thì liệu rằng một chiếc máy tính cân bằng thế nào mới chuẩn, một chiếc máy tính cân bằng thế nào mới giúp bạn có thể sử dụng lâu dài, thì hôm nay sẽ là video cho chủ đề đó, một chiếc máy tính cân bằng cho bạn sử dụng đến gần cuối đời. Rồi, thì chiếc máy tính này hôm nay còn có là một bộ, có một cái chủ đề nữa, đó chính là chủ đề Gigabyte, tức là team cho những anh em là thích chim, và đó chính là Gigabyte anh em ạ. Với chiếc mainboard thì mình sử dụng đó chính là chiếc mainboard B6B760MHDDR4. Thì DDR4 hiện tại đã có một mức giá rất là rẻ, thế nên anh em rất là dễ mua. Thứ hai thì tại sao mình chọn một main B? Bởi vì đơn giản, một chiếc main B thì sẽ hỗ trợ lâu hơn, hỗ trợ nhiều CPU hơn, với cả một bộ VRM xịn hơn, dẫn tới việc có thể sử dụng lâu dài hơn. Và đặc biệt thì với chiếc mainboard Gigabyte này thì sẽ bảo hành ở trên là 3 năm ở đấy, TLC anh em nhá. Ở trên main thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Một chiếc main này có một mức giá hấp dẫn, rẻ, nhưng tất nhiên bởi vì cái chất lượng build và những cái cổng kết nối của nó cơ bản và giúp phục vụ cho người dùng thoải mái. Trên cái main này chúng ta sẽ có nào, hai khe RAM DDR4 này, hai khe M2 anh em nhá, hai khe M2 NVMe này, một khe PCIe to với cả cái kích cái gọi là mở khóa nhanh này, một khe 1.0 ở dưới này, PCIe X1 ở dưới này này, và bộ VRM này thì có thể cân được i3, i5 và nhiều khi là i7 nếu mà anh em không ép sung. i7-12 nhá, mình nghĩ i7-12 là đủ. Trên này thì sẽ có đầu 8 pin cho CPU. Và đây sẽ là khu vực để anh em cắm mainboard này, cắm ổ cứng SATA này, cắm USB này, cắm các front panel các kiểu con đại điểu này. Đằng sau chúng ta sẽ có là hai cổng USB 2.0 này, VGA này, HDMI này, 4 cổng 3.0, một LAN với cả 3 cổng audio anh em nhá. Về một chiếc main thì đây thực sự là một chiếc main khá là cơ bản, nhưng mà giúp cho anh em có thể gắn được những CPU hiện đại nhất bây giờ. Và đặc biệt nữa, dù nó là một chiếc main B nhưng nó vẫn có thể gắn được CPU 12, 13 và tương lai sẽ là 14 các bạn nhá. Để đi kèm với cả một chiếc main như này thì nó sẽ có một chiếc CPU cũng khá là ok cho hiện tại mà mình đánh giá rất là cao. Đó chính là chiếc CPU i3-12100 anh em ạ. Em này thì là 12100 thường, bởi vì đơn giản là mình cảm thấy với một bộ máy tính nhỏ như này thì mình nghĩ rằng vẫn nên mua một chút cả onboard, bởi vì là cái em CPU này thì nó sẽ giúp cho anh em có thể, nếu mà nhỡ đâu bị hỏng cạc nhá, thì anh em có thể rút cạc ra mà vẫn cắm được bình thường, với cả chiếc CPU này vẫn lên màn hình bình thường, không có vấn đề gì cả. Với một chiếc CPU thực sự nói là không phải là yếu, nhưng mà nhiệt nó tỏa ra không nhiều, thế nên mình sử dụng đó chính là chiếc tản sờ tốc thôi anh em ạ. Em này thì nói thật, để mà nói thật nhá, sờ khá là nặng, bởi vì nó có một cái cục đồng ở giữa, không phải là cục đồng, có phải cục đồng nhỉ? Cục đồng không? Theo mình thấy hình như là cục đồng ở giữa nhá, nhưng mình không biết, hay là chỉ là một cái plate đồng ấy thôi. Nhưng mà hình như ở giữa này là một cái cục đồng, thế nên tạo nên cái độ nặng này. Rất nhiều những chiếc tản nhiệt cũ của Intel ấy, nó chỉ là một cái tấm nhôm không thôi. Bởi vì bên như bên rìa này chỉ là tấm nhôm không thôi, nên nó rất là nhẹ. Nhưng mà cục này khá là nặng và cân được với cả chiếc i3-12100 này. Gắn xong tản rồi thì chúng ta chỉ cần cài nốt cái đầu quạt này và chỗ CPU fan thôi. Thế là xong anh em ạ. Về tiếp theo chúng ta sẽ có RAM. Hiện tại thì thực sự mua RAM rất dễ. Chúng ta đang có ở đây đó chính là một kit RAM XPG Spectrix D60G. Và em này thì là một kit khá là cao cấp. Thứ nhất là nó sẽ có tổng cộng là 16GB RAM ở trên đây. Thì em mới thấy là đây, đấy, 16GB, 2 thanh 8. Và nó sẽ còn có chính là bus là 3600 nhá, cadency là 18, tức là một con số khá là cao với cả một kit RAM giá rẻ thực sự, và giá của nó hiện tại chỉ có 1.499.000 thôi, quá là rẻ luôn và phù hợp với cả hai khe RAM của chúng ta. Nếu mà anh em muốn mua thì em có thể nâng cấp lên 32GB, nhưng thực sự thì với một bộ entry như này thì không đáng cho lắm, chỉ nên mua 16GB mà thôi. Vậy là đã xong về RAM rồi. Và tiếp theo, để có thể bám theo được cái chủ đề Gigabyte của chúng ta thì mình lựa chọn nó chính là một chiếc SSD Gigabyte anh em ạ. Em này là chiếc SSD Gen 3 2500E. Em này chính ra là phiên bản 500GB. Bản thân mình thì là một người thích chơi hai hệ ổ cứng, bởi vì sao? Mình là một người rất hay nghịch với cả hệ điều hành các thứ, thế nên là mình luôn cần một ổ cứng chứa Windows riêng và một ổ cứng chứa dữ liệu và phần mềm riêng. Thế nên là thường thì mình sẽ mua một ổ này với cả một ổ khác nữa, một Gigabyte khác nữa. Nhưng hiện tại thì đang chỉ có cái này thôi. Chúng ta cũng phải tiết kiệm mà, đúng không? Mùa học bạn sinh viên làm sao mà có thể tiêu quá được 20 triệu, đúng không? Chẳng lẽ lại tiêu 30 triệu cho một bộ máy như này.
Vậy thì với bộ 20 triệu thì 500GB cho 1 triệu ổ cứng Gigabyte với chất lượng cao này là quá ổn rồi anh em ạ. Một điểm đặc biệt trên chiếc máy này mà chúng ta có thể thấy đó chính là cái Quick Release của chúng ta. Tức là chúng ta, Toolless SSD Installing đó. Tức là chúng ta không cần phải bất kỳ một cái công cụ gì cả, chúng ta chỉ cần kéo một cái tab đây thôi. Đấy, kéo một cái tab ở đây thôi là chúng ta có thể lấy ra và cái để vào, rất là tiện. Khả năng đề thế là xong, nắm vào như thế là xong. Với mình đánh giá ấy, thực sự thì 500GB khá là đủ với cả đa số các nhu cầu bây giờ. Anh em sẽ cài Windows này thì mất khoảng tầm 25GB này, rồi sau đấy thì anh em sẽ cài game, cài phần mềm thì mình nghĩ rằng 500GB là đủ. Còn nếu không thì anh em vẫn có thể nâng cấp được sau này, bởi vì chiếc mainboard này vẫn còn một khe M2 nữa hoặc là 4 đầu SATA để anh em lựa chọn tùy vào ý anh em muốn nhá. Rồi và thế là xong về những thứ cơ bản nằm ở trên cái bộ PC này rồi. Tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo là vỏ cây anh em ạ. Về vỏ cây ấy thì vỏ cây mình chọn ở đây đó chính là một chiếc vỏ giá rẻ thôi anh em ơi. Thực sự thì trong tầm 20 triệu khó lòng mà có thể lựa chọn một cái vỏ cao cấp quá. Thì chúng ta sẽ có đây là vỏ cây Vitra Ceres V305G. Nghe chữ G thấy chữ tempered glass rồi. Thì em vỏ cây này là một em vỏ cây ATX anh em nhá. ATX tức là có thể gắn thoải mái với cả những chiếc main ATX, MATX hoặc là ITX. Nhưng tất nhiên người ta sẽ dùng với cả một chiếc main ATX rồi. Em vỏ cây này thì có mức giá khá rẻ, chỉ dưới 1 triệu mà thôi. Mà cái mức, tức là cái chất lượng build của nó thì tạm ổn trong tầm giá của nó. Để mình mở cho anh em xem luôn. Đấy, đây là vỏ cây của chúng ta. Thì em vỏ cây này nó thật là khá là nhẹ. Em này vỏ với mấy cái tầm vỏ dưới 500 như này thì thế này là ổn rồi. Được cái là sẽ có lợi thế, chúng ta sẽ có 3 quạt đằng trước. Quạt này sẽ là RGB, nhưng mà RGB không chỉnh được các bạn nhá. RGB gọi là nghịch tay rồi. Mở cây ra xong thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cho main vào thôi. Mình sẽ nhắc lại với anh em là máy không, mình không cho FE vào, bởi vì đơn giản là không cho chặn IO vào, bởi vì đây là hàng hãng mà, nên là mình không cho đâu, mình còn trả họ nữa. Đó, gắn vào chỉ cần line up những đường ốc và thôi, xong rồi thả đúng vào là chuẩn rồi nha. Ok, gắn ốc xong, gắn main xong. Đây, nếu mà main bạn mà ngồi chắc chắn trong vỏ cây rồi thì đến giờ để lắp dây. Thì trong cái vỏ cây chúng ta sẽ có những loại dây như sau. Đầu tiên là dây front panel này, sau đây chúng ta sẽ có dây USB 2.0 này, sau đây chúng ta sẽ có dây USB 3.0 này, và cuối cùng là dây audio để anh em cắm vào front panel của anh em nhé. Và thế là dây dựa đã được gắn xong rồi anh em ạ. Đó, thì chúng ta nên tìm cách để giấu dây nhất có thể để đảm bảo cho có bộ máy đẹp. Vỏ cây này thì đã có đủ các lỗ để cho mình có thể gắn dây vào mà không gây quá ảnh hưởng tới cả cái mỹ quan của chiếc máy. Tiếp theo đó chính là nguồn. Thì như anh em biết là Gigabyte họ cũng có làm nguồn, và đây là một trong những mẫu nguồn của họ, mẫu nguồn giá rẻ. Thì em này là Gigabyte P550B với cái chuẩn là 80 Plus Bronze, tức là đồng đấy anh em ạ. Và nó sẽ đảm bảo cho anh em cấp được đủ điện cho bộ máy này. Một chiếc i3 không tốn quá nhiều điện, và chiếc cạc mà mình chọn tiếp đây cũng không tốn quá nhiều điện đâu. Thế nên là B550W là quá đủ với cả bộ máy này nhá. Và đặc biệt thì đây là một trong những chiếc nguồn rẻ mà cũng có một cái ngoại hình khá là đẹp, bởi vì dây nó thì là full 100% màu đen, chứ nó không phải là dây RGB như một số loại rẻ khác. Và đây. Đấy. Nhìn phát hiểu luôn, được chưa? Đó, nhìn trông đẹp đẽ mà. Nguồn thì chúng ta chỉ có đúng một chỗ gắn thôi, đó chính là ở bên dưới này. Các bạn hãy nhớ quay quạt xuống dưới để nó có thể hút gió mát ở dưới nhá. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là những dây sau để cắn. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 4 dây vậy. Một dây cho CPU, một dây cho mainboard, một dây cho VGA và GPU nhá. Và một dây cho quạt của chúng ta, bởi vì cái em quạt ở đây này, em quạt này dùng dây Molex em ạ. Đấy, công nguồn Molex và không có chỉnh đèn gì hết. Rồi, và có vẻ như là chúng ta đã hoàn thiện đến 90% rồi. Bước cuối cùng của chúng ta sẽ là chiếc cạc màn hình. Thì chiếc cạc màn hình của chúng ta sử dụng đây là một chiếc cạc màn hình mình đánh giá khá ổn cho thời điểm hiện tại. Nó là chiếc 3060 anh em ạ.
Và khác với cả như video hồi trước mình làm, đó chính là chiếc i3-12100 với cả 3060. 3060 này là phiên bản 12GB. 12GB thì làm sao, có vấn đề gì? Thì câu trả lời là phiên bản 12GB của 3060 mạnh hơn so với cả phiên bản 8GB của 3060 anh em nhé. Bởi vì đơn giản là khi mà anh em tuy rằng là cùng chip, cùng các thứ kiểu, cùng Tensor Core, cùng các thứ, nhưng cái VRAM của 8GB lại bị cắt giảm so với cả VRAM của 12GB. Tức là ví dụ như là bandwidth của VRAM thấp hơn này, tốc độ clock lúc đều thấp hơn, dẫn tới việc là hiệu năng khi mà tính tới VRAM là thấp hơn. Cái hiệu năng đấy sẽ bị ảnh hưởng bởi cái một cái vấn đề, đó chính là khi mà anh em chơi game ở những độ phân giải cao hơn hoặc sử dụng những texture cao hơn, dẫn tới việc là một chiếc camera mình không thể là load VRAM nhanh như thế, dẫn tới việc bị giảm hiệu năng. Thế nên mình nghĩ rằng lựa chọn 12GB là hợp lý. Mà cái 12GB này ấy, thì nó cũng sẽ giúp anh em làm một chút việc nữa, bởi vì 12GB VRAM vẫn là về số lượng. Tuy tốc độ nó không cao bằng tính năng của 3060Ti, nhưng vì số lượng nó lớn, thế nên là chúng ta vẫn có thể sử dụng nó với một số tác vụ làm việc. Theo như mình hình như test check hay sao ấy, là chiếc 4060 làm việc nó không bằng với cả 3060, đặc biệt là phiên bản 12GB, bởi vì đơn giản là cái VRAM của nó bị cắt giảm quá căng. Và VRAM của 3060 tuy đã bị cắt giảm rồi, nhưng vẫn mạnh hơn với cả 4060 thông thường. Đây, card của mình đó chính là chiếc 3060 Eagle anh em nhé. Em này là mẫu cơ bản của Gigabyte, đem cho chúng ta một cái hiệu năng tốt với một mức giá ok. Đây, anh em có thể nhìn này, backplate này thì là bằng nhựa. Đấy, backplate nhựa này, cái ốp này bằng nhựa này. Nhưng ở bên trong nó sẽ vẫn có rất nhiều ống đồng. Đếm ở đây thì hình như là 4 ống tụ vào thì phải. Đây, 4 ống tụ vào anh em ạ. Nhưng mà 4 ống ngắn nhé, không phải 4 ống dài. Chúng ta sẽ có 4 ống tụ vào một điểm đây. Đấy, ví dụ như là bình thường các hãng sẽ là một ống dòng chạy xuyên suốt như này, nhưng em này thì sẽ là 4 ống, 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát vào. Đấy, thì mình đánh giá là cũng khá là ok. Và tản này thì là nhôm đồng, đều đầy đủ hết. Là miếng nhôm, à lát nhôm chứ không phải là miếng nhôm, thì mình đánh giá cao với cả cái tản này. Gắn vào thì rất cơ bản, anh em chỉ cần mở cái lẫy của PCIe khe cao nhất ra để đảm bảo có tốc độ cao nhất này. Mở lẫy ra này, rồi sau đó thì sẽ gắn vào. Rồi, gắn vào xong. Gắn xong thì chúng ta chỉ cần gắn đúng một con ốc lại thôi. À không, thực ra thì để đảm bảo nhất thì vẫn nên là hai con ốc. Nhưng mà mình cảm thấy rằng với tất cả những cái gì mà mình từng làm ấy, thì một con ốc là đủ rồi. Đã khá là đủ rồi. Sau khi mà gá chắc cái cảng vào rồi thì chúng mình sẽ làm một việc, đó chính là bật lên nguồn vào. Em này thì đúng như mình dự đoán, với mức điện sử dụng thấp của chiếc cảng Gigabyte này thì thực sự là chỉ cần đúng một đầu 8 pin thôi, nên là không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề nguồn. Cái dây nguồn này khá hay. Đây là đầu nguồn, đầu cao cấp đấy. Tức là chúng ta có khả năng để cài cái đầu 6 pin vào, cài đầu 2 pin và đầu 6 pin để nó không bị tuột ra. Và tức là khá là cao cấp. Rồi, ok. Và thế là hết. Xong chuyện rồi anh em ơi. Xong chuyện rồi anh em ạ. Bây giờ thì đóng các panel vào rồi test thử máy nhá. Ok, vậy thì bộ máy tính gọi là có thể gọi là full Gigabyte anh em ạ. Trong này sẽ có là main của Gigabyte này, card Gigabyte này, ổ cứng Gigabyte này, nguồn Gigabyte nữa. Còn thiếu mỗi RAM Gigabyte với cả vỏ case Gigabyte thôi. Nhưng mà những thứ đấy thì nó hơi cao tiền hơn một chút so với cả cái mức tiền mà mình đang hướng tới. Đó chính là dưới 20 triệu. Bộ này thì rơi đâu đấy khoảng tầm có 15 à? 15 hay 14 mình không nhớ lắm, nhưng mà cái lúc mà mình build mình có mười mấy thôi. Không cao lắm và là một cái mức cấu hình vừa phải, ổn áp cho một chiếc máy tính sử dụng cơ bản và có khả năng nâng cấp trong tương lai. Hiệu năng của nó thì cũng rất là ok luôn. Nếu mà anh em nhìn vào những bài benchmark mình đã làm đây, đó chính là năm tựa game AAA và mình để ở mức setting là Full HD, Medium và có một vài tựa game thì mình bật DLSS lên để hỗ trợ cho cái FPS. Thì tất cả những tựa game này đều đạt mức FPS từ 80 tới 100, hơn 100 luôn. Những tựa game AAA như vậy thì là quá hoàn hảo với cả cái mục đích sử dụng cơ bản, nhu cầu bây giờ của anh em rồi. Nếu mà anh em hứng thú thì có thể check ngay cái cấu hình này ở dưới comment nhá. Có thể qua Hacom và mua ngay đầy đủ tất cả đồ này. Nếu mà anh em nào là một người đang gọi là học sinh, sinh viên, đang muốn mua một chiếc máy tính không quá là cao tiền và có nhu cầu nâng cấp tương lai, thì đây là một chiếc máy tính cực kỳ hoàn hảo với cả cái nhu cầu đấy. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhá.